Thông tin từ báo viên Express cho biết, Seoul nói bóng bay của Bình Nhưỡng phát nổ và làm rác rơi xuống dinh Tổng thống Hàn Quốc. Lần thứ hai sự việc này xảy ra trong ba tháng. Cơ quan an ninh Tổng thống Hàn Quốc gọi tắt là PSS cho biết đề cập tổ hợp công trình bao gồm dinh Tổng thống của nước này. Một quả bóng bay mang rác của Triều Tiên phát nổ trên không trung sáng sớm này khiến rác vụn rơi xuống khu vực tòa nhà chính phủ Yongsan giới chức Hàn Quốc đã thu gom và kiểm tra các vật thể rơi xuống, xác nhận chúng không gây nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm môi trường, nhưng không tiết lộ cụ thể về những loại rác này. PSS đang phối hợp với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc để giám sát tình hình. Tờ Chosun Daily của Hàn Quốc cho biết, qua bóng bay mang theo truyền đơn chỉ trích Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keung Hee. Quân đội Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin này. Chính phủ Triều Tiên chưa bình luận về sự việc dinh tổng thống Hàn Quốc nằm ở quận Yongsan, ở trung tâm thủ đô Seoul, thuộc tổ hợp gồm nhiều công trình như trụ sở Bộ Quốc phòng và cơ quan chính phủ, gần đó còn có tổng hành dinh của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Hàn Quốc đã thiết lập vùng cấm bay và triển khai lượng lớn binh sĩ, khí tài để bảo vệ khu vực này. Tuy nhiên, sự việc sáng ngày 24 tháng 10 là lần thứ hai bóng bay chứa rác xuất hiện phía trên dinh tổng thống Hàn Quốc sau lần đầu hồi tháng 7. Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay chứa rác về phía Nam từ tháng 5 nhằm đáp trả hành động tương tự của các nhà hoạt động Hàn Quốc. Bóng bay từ Hàn Quốc thường mang theo truyền đơn tiền mặt, USB, chứa nhạc K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc. Sự việc diễn ra vài ngày sau khi bà Kim Jo Jong, là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc quân đội Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái UAV dài truyền đơn tại thủ đô Bình Nhưỡng. Bà nói Hàn Quốc sẽ phải nếm trải trực tiếp để hiểu rõ họ đã gây ra hành động nguy hiểm như thế nào, cũng như phải chịu những hậu quả tồi tệ và thảm khốc ra sao. Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho hay, Hàn Quốc dự định sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ ba lên quỹ đạo vào tháng 12 tới nhằm tăng cường năng lực giám sát Triều Tiên. Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết tên lửa của hãng SpaceX sẽ đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào tuần thứ ba hoặc tuần thứ tư của tháng 12. DAPA đang làm việc với công ty của tỷ phú Elon Musk để hoàn tất quá trình chuẩn bị. Vệ tinh này nằm trong kế hoạch của Seoul nhằm đưa 5 vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo cho đến năm 2025 để giám sát tốt hơn chương trình không gian của Triều Tiên. Hàn Quốc trước đây chủ yếu dựa vào hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp. Hai vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc được tên là SpaceX đưa lên quỹ đạo vào tháng 12 năm ngoái và tháng 4 năm nay. Vệ tinh đầu tiên được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để chụp chi tiết hình ảnh bề mặt trái đất. Vệ tinh thứ hai được trang bị các cảm biến radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có thể thu thập hình ảnh trong mọi điều kiện thời tiết. Trừ vệ tinh đầu tiên, tất cả các vệ tinh còn lại trong chương trình đều được trang bị SAR. Sau khi cả năm vệ tinh được phóng lên và vận hành đầy đủ, quân đội Hàn Quốc có thể giám sát một mục tiêu nào đó ở Triều Tiên với tần suất 2 giờ trên một lần quan sát. Bên cạnh đó, Hàn Quốc định sẽ tăng cường năng lực giám sát bằng cách phóng các vệ tinh trinh sát nặng từ 100 tới 500 kg bằng tên lửa nhiên liệu rắn nội địa. Những vệ tinh này dự kiến sẽ được phóng lên trong giai đoạn 2026-2030. Theo thông tin từ báo VTV cho hay, Triều Tiên đã thả khoảng 20 quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc kể từ đêm ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 10. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, gọi tắt là GCS, cho biết những quả bóng bay chở rác đã được thả qua biên giới từ đêm ngày 19 tháng 10 đến sáng sớm ngày 20 tháng 10. Các vật thể rơi xuống là rác thải sinh hoạt như giấy và nhựa viên nền, không bao gồm bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào. Mỗi quả bóng bay có đường kính khoảng 2-3 mét và dài 3-4 mét mang theo một số túi nhỏ, trong đó có chứa các loại rác. Những quả bóng bay như vậy đã được tìm thấy ở huyện biên giới Chệu Quần, quân đội Hàn Quốc cho biết. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và những người đào tàu Triều Tiên ở miền Nam thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng. Bán đảo Triều Tiên đang rơi vào tình trạng bên miệng hố chiến tranh. Hôm 15 tháng 10, Hàn Quốc đã bắn cảnh báo gần biên giới, nơi được tăng cường nghiêm ngặt sau khi lực lượng Triều Tiên phá hủy các con đường dọc theo biên giới bằng thuốc nổ. Cùng với đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía nam của mình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 16 tháng 10 thông báo quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp theo yêu cầu của Chủ tịch Kim Jong-un với nội dung từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia, đồng thời xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc và Hoa Kỳ nếu bị tấn công, trong khi ông không ngừng thúc đẩy tăng tốc phát triển tiềm lực quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả năng lực hạt nhân của nước này. Trong bối cảnh giao tiếp ngoại giao bị đình trệ, Triều Tiên đã tham gia vào các cuộc thử tên lửa khiêu khích, trong khi Hàn Quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với Hoa Kỳ. Thông tin từ báo Lao động cho biết, theo tình báo Hàn Quốc, ít nhất 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS thông tin vào ngày 18 tháng 10, ít nhất 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện ở vùng viễn đông của Nga cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng đã công bố ảnh vệ tinh theo dõi hoạt động của lực lượng Triều Tiên. Tình báo Hàn Quốc từng công bố theo dõi một quan chức tên lửa hàng đầu của Bình Nhưỡng cùng hàng chục sĩ quan Triều Tiên khác đến thăm tiền tuyến của Nga vào tháng 8 năm nay. Nhóm Triều Tiên đã cung cấp hướng dẫn tại chỗ cho các lực lượng Nga sử dụng vũ khí của Triều Tiên. Sau đó, từ ngày 8 tới ngày 13 tháng 10, NIS theo dõi khoảng 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên di chuyển đến miền đông nước Nga nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã thị sát hai lần trước khi cho quân đội triển khai tới nga seoul cho biết các binh sĩ triều tiên được cấp quân phục vũ khí và thẻ căn cước nga cũng như được phân công vào các đơn vị có binh sĩ người siberia để ngụy trang thành người nga Seoul cũng thông tin Bình Nhưỡng đã cung cấp khoảng 13.000 container vũ khí cho Nga trong 70 chuyến hàng kể từ tháng 8 năm 2023, bao gồm tới 8 triệu viên đạn pháo 122mm và 152mm. Cơ quan tình báo Hàn Quốc thông tin thêm những chuyến vũ khí từ Triều Tiên gửi đến Nga từ tháng 8 năm ngoái, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa chống tăng. NIS nhấn mạnh trong thông cáo, hợp tác quân sự trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên mà truyền thông nước ngoài đưa tin đã chính thức được xác nhận. Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào mùa hè năm nay cam kết mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. Washington Post lưu ý sự can thiệp của Triều Tiên vào các cuộc chiến tranh nước ngoài là rất hiếm. Nếu thông tin quân đội Triều Tiên tham gia cùng với Nga được xác nhận, đây sẽ là nỗ lực tham chiến lớn đầu tiên của Triều Tiên bên ngoài đất nước. Theo các quan chức Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc, có thông tin Triều Tiên gửi cho Nga những loại đạn dược cũ từ thời Liên Xô mà Nga rất cần. Đổi lại, Triều Tiên có thể nhận được sự giúp đỡ của Nga để thúc đẩy chương trình vũ khí của nước này. Triều Tiên có một kho vũ khí thời Liên Xô được duy trì kể từ lệnh ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950 năm 1953. Triều Tiên cũng huấn luyện quân đội để ứng phó với xung đột tiềm tàng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cáo buộc Triều Tiên chuẩn bị gửi tới 10.000 quân để cùng Nga chống lại Ukraine. Tuần trước, Ukraine đánh giá có vài nghìn lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện tại Nga để có thể được triển khai đến tiền tuyến Ukraine vào cuối năm này. Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Brussels Bỉ và tiết lộ với báo giới rằng tình báo Ukraine xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã có mặt ở Ukraine và khoảng 10.000 quân nữa đang chuẩn bị để tham chiến. Lãnh đạo tình báo Ukraine Kirill Budanov chia sẻ với trang web tin tức quân sự KwaZone rằng có 2.600 binh sĩ trong tổng số binh sĩ Triều Tiên được triển khai ở Nga sẽ tham gia chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga, nơi Ukraine đã phát động một cuộc phản công bất ngờ vào tháng 8 và đang kiểm soát một phần lãnh thổ. Chủ tịch Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là một quốc gia khác và một quốc gia thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đây là tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un khi ông đi thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Chuyến đi được thực hiện hai ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn được xem là biểu tượng cho sự hòa giải của hai bên. KCNA đưa tin, Chủ tịch nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần ghi nhớ một lần nữa, thực tế Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài và một quốc gia thù địch. Nếu chủ quyền của Triều Tiên bị Hàn Quốc, một quốc gia thù địch xâm phạm, lực lượng quân sự sẽ được sử dụng không do dự và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Cũng theo ông Kim, việc Triều Tiên chặn các tuyến đường bộ và đường sắt không chỉ mang ý nghĩa đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc và xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng thống nhất. Trong quá trình thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2, Chủ tịch Triều Tiên một lần nữa nhắc tới tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh quốc gia thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu mang tính áp đảo, bao gồm dân đe hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap, trong những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, ông Kim chỉ vào một bản đồ lớn trên bàn, phần lớn đã bị làm mờ nhưng vẫn để lộ sợ ồn. Điều này cho thấy quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên có thể đã lập kế hoạch tấn công nhắm vào thủ đô Hàn Quốc. Những bức ảnh còn hé lộ một màn hình TV lớn ở phía sau ông Kim hiển thị bản đồ bán đảo Triều Tiên với một đường màu xanh được vẽ ở vị trí gần khu phi quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên. Theo thông tin từ báo Việt Nam Net cho hay, Triều Tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch trong hiến pháp, nói việc cho nổ các tuyến đường nối liền hai miền là phù hợp với văn bản luật cao nhất của Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, trong ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng coi việc cho nổ một số tuyến đường bộ nối liền bán đảo Triều Tiên là hành động phù hợp với hiến pháp, thể hiện nỗ lực tách biệt hoàn toàn lãnh thổ với Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyến đường bộ cao tốc và đường sắt giữa hai miền cũng đã bị chặn hoàn toàn. KCNA cho biết đây là phương thức hợp pháp và tất yếu, được thực thi theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó định nghĩa Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Đây cũng là biện pháp phản ứng trước những hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch. Về phía Hàn Quốc, Seoul đã lên án mạnh mẽ động thái của Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố rằng chính phủ nước này có thể kiện Triều Tiên bởi dự án đường bộ và đường sắt kết nối hai miền, bao gồm khoản vay trị giá 133 triệu đô la Mỹ của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc tuyên bố mọi trách nhiệm liên quan đến việc cho nổ các tuyến đường bộ liên triều thuộc về Bình Nhưỡng kể cả nghĩa vụ trả nợ. Vào ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ một phần đường Gyeonggui và Đông Hê ở phía bắc đường phân giới quân sự MDL. Hai tuyến đường này từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường Liên Triều. Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 15 tháng 10 kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động làm leo thang căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường biểu tượng cho hợp tác liên triều. Hãng tin John Hap dẫn lời ông Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, tại một cuộc họp báo, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Triều Tiên cùng với đồng minh Hàn Quốc. Ông Miller nói thêm, chúng tôi tiếp tục thúc giục Triều Tiên giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột, đồng thời khuyến khích nước này quay lại con đường đối thoại và ngoại giao. Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường liên triều nằm ở phía bắc đường phân định quân sự giữa hai nước. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuần trước công bố kế hoạch tách biệt hoàn toàn lãnh thổ khỏi Hàn Quốc. John Hunt News đưa tin, cùng ngày 15 tháng 10, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu ông quay lại Nhà Trắng, Hàn Quốc sẽ phải trả 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho 28.500 lính thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, gọi tắt là USFK. Ứng viên Đảng Cộng hòa còn mô tả đồng minh châu Á này là cỗ máy kiếm tiền. Ông Trump cũng đề cập đến quá trình đàm phán thỏa thuận biện pháp đặc biệt gọi tắt là SMA khi ông còn tại nhiệm, nói rằng ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỷ đô la Mỹ một năm vào thời điểm đó. Ông nói ám chỉ đến 28.500 quân nhân USFK, hàng chục ngàn quân đang trong tình thế nguy hiểm đối mặt với sức mạnh từ Triều Tiên một nước có sức mạnh hạt nhân khủng khiếp. Tôi yêu cầu Hàn Quốc phải trả tiền và họ đã đồng ý, nhưng rồi ông cho Biden cắt giảm số tiền, thật đáng xấu hổ. Ông Trump đưa ra tuyên bố trên giữa lúc Hàn Quốc và Mỹ đạt được SMA thứ 12 hồi đầu tháng 10 vừa qua. Theo thỏa thuận, Seoul sẽ trả 1,14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Seoul và Washington đã khởi động các cuộc đàm phán SMA vào tháng 4 sớm hơn bình thường trong bối cảnh lo ngại ông Trump có thể gây cản trở nếu thắng cử. Giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng, bất chấp việc đàm phán đã kết thúc, nhiều người vẫn lo lắng về khả năng cựu Tổng thống yêu cầu tái đàm phán thỏa thuận nếu chiến thắng. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang ngày càng đến gần, một vết nứt nội bộ có vẻ như đang âm thầm diễn ra bên trong Nhà Trắng. Căng thẳng giữa tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của phó tổng thống Kamala Harris đang gia tăng, với nhiều thông tin cho thấy mối quan hệ này đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại. Theo một báo cáo của Axios, có sự hiểu lầm và bất đồng ngày càng lớn giữa Nhà Trắng và đội ngũ tranh cử của bà Harris. Các phụ tá cấp cao của Tổng thống Biden vốn đang phải vật lộn với việc chấp nhận rằng tổng thống đã bị loại khỏi nỗ lực tái tranh cử, cho rằng họ cảm thấy buồn và khó khăn trong việc chuyển đổi vai trò từ một vị trí quyền lực sang vai trò hỗ trợ trong chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris. Một đồng minh của bà Harris đã nhận định rằng họ quá cảm tính khi phản ứng trước những thay đổi này. Diễn biến trên không chỉ dừng lại ở những cảm xúc cá nhân, một vấn đề nổi bật là sự thiếu phối hợp giữa Nhà trắng và chiến dịch tranh cử của bà Harris. Theo báo cáo, các trợ lý của nhà trắng không phối hợp đủ chặt chẽ để điều chỉnh thông điệp và lịch trình của tổng thống Biden nhằm hỗ trợ tối đa cho chiến dịch của phó tổng thống. Điều này dẫn đến những tình huống không mong muốn như khi tổng thống Biden tổ chức một cuộc họp báo bất thường vào thời điểm bà Harris đang tham gia một sự kiện quan trọng ở Michigan. Một sự kiện đáng chú ý khác là sự khen ngợi của tổng thống Biden đối với thống đốc bang Florida Ron DeSantis trong khi bà Harris vừa chỉ trích ông về việc không trả lời điện thoại của mình. Theo các nguồn tin, Tổng thống Biden không được thông báo về những bình luận của bà Harris trước khi phát biểu cho thấy một lỗ hồng lớn trong việc phối hợp thông tin giữa hai bên. Bên cạnh những căng thẳng này, một số nhân viên trong Nhà Trắng cảm thấy không thoải mái khi những người trong đội ngũ của Tổng thống Biden gia nhập chiến dịch của bà Harris. Họ lo ngại rằng mình bị gắn mác là không trung thành. Những rạn nứt này chỉ làm gia tăng sự chia rẽ trong nội bộ, trong khi một số nhân viên lo lắng về tương lai chính trị của mình. Dù những căng thẳng này đang diễn ra, hầu hết các phụ tá trong Nhà Trắng vẫn khẳng định rằng họ sẽ ủng hộ Paris trong cuộc bầu cử sắp tới. Một trợ lý Nhà Trắng cho biết Nhà Trắng đang thiếu một người có thể nhận thấy mọi việc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch, cho thấy sự cần thiết phải có một kế hoạch phối hợp rõ ràng hơn giữa hai bên. Để đáp lại những lo ngại này, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Andrew Bates đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà Harris và đã thực hiện những thay đổi cần thiết để hỗ trợ chiến dịch của bà. Ông Bates nêu rõ, chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đáng kể để đảm bảo nhóm của Phó Tổng thống Harris có tất cả sự hỗ trợ và nguồn lực mà họ cần. Theo hãng tin RT chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 14 tháng 10, ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói, những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris, nội dung đã được biên tập rất nhiều mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như là bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump. Sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe, bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump, hơn bà Harris 19 tuổi, ông hiện là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7, là thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế.